Xin chào tất cả quý vị khán giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Mến chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới tràn đầy yêu thương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để luôn cập nhật những video hữu ích. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Mời tất cả quý vị khán giả cập nhật về phần tin tức. Hôm nay chúng ta chia sẻ về câu chuyện hết sức đau lòng vừa qua liên quan đến vụ đuối nước. Đó là một diễn viên nhí gạo nếp gạo tẻ và đồng thời bên cạnh đó có những chuyến đi du lịch ở cửa đại làm cho 17 người tử vong khi mà đuối nước. Đây là một cái tai nạn hết sức là thương tâm mà chúng ta thời gian gần đây cũng biết rằng là việc đuối nước cũng như là tai nạn đường thủy nhiều việc xảy ra hết sức là đau lòng cho người thân và gia đình. Vụ việc lật cano du lịch ở biển cửa đại, thi thể cuối cùng ở mắc kẹt trong bãi đá, thật là đau lòng. Thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ lật đò ở cửa đại chiều ngày 26 tháng 2 khiến 17 người tử vong đã được lực lượng chức năng tìm kiếm chiều nay ngày 28 tháng 2 khi trôi vào bờ kè chắn sóng. Chiều 28 tháng 2, một lãnh đạo công an thành phố Hội An cho biết thi thể cuối cùng trong vụ lật cano du lịch ở biển cửa đại đã được tìm thấy. Nạn nhân xác nhận là cháu Nguyễn Minh Quang, 3 tuổi, quê ở Hà Nội. Thi thể được tìm thấy khi trôi dạt vào bờ, kè chắn và mắc kẹt trong bãi đá cách hiện trường khoảng 2 km. Hiện, lực lượng chức năng đã đưa thi thể ra ngoài, chuyển lên bờ để đưa về nhà tại Bệnh viện Hội An. Theo kết quả điều tra ban đầu, cano du lịch hiệu QNA1152 của công ty du lịch Phương Đông do ông Lê Sen, 52 tuổi, trú ở phường Cửa Đại, thành phố Hội An điều khiển, chở 39 người gồm 36 khách và 3 thuyền viên xuất bến từ Cù Lao Chàm từ 14 giờ để vào đất liền tại cảng Cửa Đại. Khi thuyền đến vị trí cách trạm biên phòng Cửa Đại 1 hải lý, cano du lịch bị sóng lớn đánh chìm. Hành khách trên cano được trang bị áo phao, mặc áo phao trước khi xuất bến, bố trí ghế ngồi đầy đủ. Như vậy, sau thảm nạn lật cano du lịch xảy ra ở cửa đại thành phố Hội An chiều ngày 26 tháng 2, đến nay, ngoài 22 người được cứu sống, thì còn có tổng cộng 17 người tử vong, đã tìm được thi thể của những người mất tích. Theo chia sẻ của Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết liên quan đến vụ lật cano du lịch trên biển cửa đại, lực lượng chức năng vẫn đang thu thập tài liệu, giám định phương tiện để điều tra nguyên nhân, hiện vẫn chưa có kết quả cụ thể. Kính thưa quý vị khán giả, vụ tai nạn ở biển cửa đại làm cho cộng đồng mạng hết sức là quan tâm và đau đớn cho những gia đình. Có những gia đình trong người thân, dâu, con, cháu, cháu nội, cháu ngoại, tổng cộng 8 người đã ra đi trong một gia đình. Phải nói cái nỗi đau này không thể nào mà nguôi ngoai được. Và có những giọt nước mắt của những người khán giả, những người theo dõi cái câu chuyện của câu chuyện mà lật thuyền ở cửa đại, phải nói là quá thương tâm, quá đau lòng. Nếu ai nghe qua hoặc là chúng ta đọc được những thông tin, phải nói vô cùng xót xa. Và một gia đình có 2 đứa con trai thì đâu đó nghe thông tin là con mình bị lật cano ở biển cửa đại, gia đình ba mẹ hết sức là đau đớn. Rất là may ở trong vụ này thì một người bố đã thoát được, còn 2 đứa con trai của mình thì ra đi vĩnh viễn không về. Và bên cạnh đó có những gia đình cháu nội, cháu ngoại, dâu con cũng đã ra đi trong vụ lật thuyền. Phải nói là cái chết hết sức là thương tâm. Họ đã cùng nhau đi du lịch, họ cùng nhau chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Giờ đây họ đã chia cắt âm dương. Kính thưa quý vị khán giả, những lời kể đẫm nước mắt của một người được cứu sống trong vụ chìm tàu ở Hội An phải nói là quá sức đau lòng. Hôm nay thì cả ngày Huy đi lại lầm lũi trong căn phòng không nói với ai câu nào. Huy cảm thấy là một cái điều gì đó hết sức là đau khổ khi mà tự em nhìn lên bức di ảnh của bố mẹ và em gái của mình trên bàn thờ là một lần. Huy lại bật khóc. 7 giờ tối, đường vào ngõ thôn đoài tối om. Chỉ có nhà ông cờ vẫn sáng đèn, rạp đã được căng lên từ chiều, bàn ghế cũng đã xếp gọn gàng. Bàn thờ được đặt ngay trước cửa nhà với nhiều hoa tươi và cùng bức di ảnh.
cả xóm thôn đồi đã thay nhau để phụ giúp gia đình ông C lo hậu sự cho vợ chồng, con trai và cháu gái đã mất trong vụ chìm tàu ở Hội An. Và ngay cả khi rạp đã căng xong, họ vẫn có nán lại để chia sẻ nỗi mất mát quá lớn của gia đình ông. Trong bộ dạng bình tĩnh như thất thần, ông C đi lại quanh nhà, vừa tiếp khách vừa lo toan công việc mà không tha thiết ăn uống gì. Ông bảo ông nuốt không trôi. Nguyễn Xuân Huy, sinh năm 2006, là một trong 22 thành viên may mắn được sống sót trong vụ chìm tàu ở Hội An ngày 26 tháng 2. Huy và em trai của mình là Nguyễn Huy Vũ, sinh năm 2011, trở về nhà ở thôn Đồi, xã Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội trong tình trạng sức khỏe ổn định. Nhưng cùng chuyến tàu đó, bố mẹ của Huy là ông Nguyễn Xuân Hờ, sinh năm 1980, và chị Ngô Thị N, sinh 1988, cùng em gái là Nguyễn Mai Anh, sinh năm 2019, hiện đang mất tích, đã bị sóng vỗ cướp đi sinh mạng của những người thân trong gia đình. Cả ngày Huy đi lại lầm lũi trong căn phòng, không nói với ai câu gì. Cứ mỗi lần Huy nhìn thấy ba bức di ảnh của bố mẹ em gái mình trên bàn thờ là một lần nữa Huy lại bật khóc. Đến giờ phút này, cậu bé 16 tuổi vẫn không hiểu được chuyện gì xảy ra khi đến với gia đình của mình, 5 người, nay chỉ còn 2 người trở về. Đằng sau lớp khẩu trang che nửa khuôn mặt, Huy cố nói chậm để giọng mình nghe rõ nhưng mà miếu máu, đôi mắt đỏ hoe của em không thể nào giấu được nỗi buồn đau khổ. Huy bảo, chỉ một đợt sóng lớn đi qua mà tỉnh dậy thấy không còn ai bên cạnh mình. Theo lời kể của em, chuyến cano di chuyển từ Cù Lao Chàm đến cửa đại Hội An kéo dài gần 30 phút. Trong lúc cano chạy đến biển, mọi người vẫn rôm rã trò chuyện với nhau, còn gọi điện thoại video về khoe với ông bà ở nhà. Chỉ còn khoảng 5 phút nữa là cano sẽ cập bến. Bất ngờ có một cơn sóng ập đến, sóng đập vào thuyền và khiến tất cả những người trên cano bị ụp xuống. Lúc đó Huy đang ngồi cạnh em trai mình, bất ngờ không kịp trở tay. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, chỉ trong vòng 10 giây. Khi lật xuống biển, Huy gần như không nghĩ được việc gì mà chỉ vùng vẫy theo bản năng của người biết bơi. Sau khoảng một tiếng dưới biển, Huy được cứu lên bờ và ngất liệm đi. Nhưng khoảnh khắc hoảng sợ nhất không phải là lúc chiếc cano bị lật, mà lúc Huy tỉnh dậy trên giường bệnh nhận tin bố mẹ và em gái mình đã tử nạn, hết sức là đau đớn. Em không biết chuyện gì xảy ra nữa, không giải thích được vì sao bố mẹ em gái mình lại mất. Chỉ sau 10 giây em không còn một ai cả. Huy bật khóc thành tiếng. Hiện tại Huy và em trai đang ở nhà ông bà nội trong tình trạng sức khỏe bình thường, nhưng tâm lý vẫn còn nhiều bất ổn, chưa thể vượt qua được cú sốc mất người thân. Gia đình không dám để hai anh em Huy nhìn thấy di ảnh ở phòng khách. Người thân Huy cho biết nó khóc quằn quại cả buổi sáng nay. Từ lúc vừa mới về nhà đã khóc, không ăn gì, ai hỏi cũng không nói gì, mãi đến chiều tối mới được đi lại. Cháu Huy rất nghe lời bố mẹ và ông bà, không biết đến khi nào mới có thể nguôi ngoai được. Bên ngoài cổng, ông nội Huy vững vàng hơn khi có thể bình tĩnh lo toan công việc trong gia đình, nhưng đôi mắt cũng đỏ hoe và sưng húp. Chia sẻ với phóng viên, ông C cho biết mấy anh em trong gia đình rủ nhau mua vé đi chơi lâu, nhưng do đại dịch Covid-19 ở nhà nên hoãn tới bây giờ mới được đi. Năm nay có đợt đi nên kéo nhau mà đi. Ban đầu bảo đi Đà Nẵng, nhưng không biết thế nào lại đi Hội An. Chúng nó đi từ hôm thứ Năm, đáng lẽ là chiều nay về đây. Gia đình tôi có hai vợ chồng, hai con trai và những đứa cháu 3 tuổi. Tất cả cháu và con ông đã đi hết. Ông C chia sẻ, trong lúc đang di chuyển trên cano, con dâu tôi vẫn gọi điện thoại để ông bà nội nói chuyện với các cháu và khoe ông bà cảnh đẹp, cảnh ở đây đẹp lắm. Bà vẫn còn mãi miết xem các bức ảnh của cháu. Thì ông C nhận được tin chiều ngày 26 tháng 2, nhưng mãi đến sáng hôm sau, ông mới dám nói cho bà biết. Bà khóc đến xé lòng rồi được người thân, hàng xóm đến trợ giúp.
Đi tới đâu bà khóc tới đó, bà nói nhìn đâu cũng thấy hình bóng con cháu của mình. Hiện tại cả gia đình của ông C vẫn từng giây từng phút ngóng tin về cháu gái của mình trên biển đã mất tích. Đêm qua, thi thể con trai và con dâu ông đã được gửi về trước, dự kiến là ở khoảng vào 11 giờ đêm. Ông C đưa mắt vào trong buồng nhìn đứa cháu trai ngồi thẫn thờ mà thấy lòng thắt lại. Từ nay, Huy sẽ cố gắng thêm nhiều, sống cho phần của bố mẹ và em gái mình nữa. Theo một cán bộ chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Hồng, cho biết những người gặp nạn đều thuộc ba gia đình có quan hệ thông gia với nhau. Những gia đình này đang tổ chức chuyến đi du lịch vào Hội An thì gặp nạn. Đoàn có 14 người, đi thì có 6 người thoát nạn, 6 người tử vong. Liên quan đến vụ mất tích khác cũng trên biển, đó là diễn viên nhí Bảo Bảo. Bố của người diễn viên này báo tin đã tìm thấy thi thể con trai của mình. Cha của diễn viên Bảo Bảo khóc nấc khi nói, chia sẻ với phóng viên. Khoảng 11 giờ 30 trưa ngày 25 tháng 2, Bảo đi chơi ở biển Vũng Tàu thì bị sóng cuốn trôi, con đã chết đuối. Chúng tôi tìm thấy con lúc 15 giờ ngày 27 tháng 2, gia đình đang chuẩn bị và chúng tôi sẽ đưa con về làm đám tang. Được biết là diễn viên nhí này cũng từng đóng phim đạo diễn Mặt Trời Con Ở Đâu của Nguyễn Hữu Tuấn. Sau khi biết tin diễn viên nhí Bảo Bảo qua đời đã viết những dòng tâm sự: chú sẽ không bao giờ quên được thằng Á vừa giỏi vừa ngoan. Trên phim con mãi tỏa sáng là một diễn viên điện ảnh thực thụ. Tiếc là con chưa kịp có giải thưởng nào để ghi nhận xứng đáng. Đó là lỗi của chú, xin lỗi Bảo Bảo. Diễn viên nhí Hữu Khang cũng chia sẻ, anh Bảo ra đi thanh thản nhé, sẽ mãi nhớ về anh. Theo thông báo của gia đình, linh cữu của diễn viên Bảo Bảo sẽ về thành phố Hồ Chí Minh khoảng 8 giờ ngày 28 tháng 2, diễn ra tại nhà riêng quận 8, dự kiến đưa linh cữu của Bảo Bảo đi hỏa táng lúc 9 giờ tại Nghĩa Trang Đa Phước, huyện Bình Chánh. Bảo Bảo tên thật là Trần Trí Bảo, sinh năm 2003. Em được biết đến qua các vai Úc Khoa thông minh, lém lĩnh trong phim Gạo Nếp Gạo Tẻ. Sau đó em đóng vai chính trong phim Mặt Trời Con Ở Đâu và một vai nhỏ trong phim điện ảnh Sông Lan. Dù nhỏ tuổi, Bảo Bảo từng góp mặt trong nhiều phim truyền hình quảng cáo. Bảo Bảo từng theo học tại sân khấu kịch Hồng Vân tại thành phố Hồ Chí Minh để trau dồi kỹ năng diễn xuất. Diễn viên Quỳnh Đông từng đóng vai với Bảo Bảo nhận xét: khả năng diễn xuất của Bảo Bảo rất tốt. Có những cảnh quay khó, chúng tôi cũng không phải quay đi quay lại nhiều lần. Giúp cảm xúc của tôi dành cho vai diễn của mình thật hơn. Thực sự, làm việc với trẻ con rất thú vị và thanh xuân. Thực sự đồng nghiệp, những diễn viên nhí và các cô chú trong nghề nghe tin Bảo Bảo đã ra đi ở tuổi 19 khi em đi chơi Vũng Tàu bị đuối nước và đau lòng cho những người trong gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của em. Thành thật chia buồn cùng với gia đình của em. Kính thưa quý vị khán giả, gần đây thì vụ việc tai nạn ở biển cũng như là những nơi mà sông suối, đường thủy thì xảy ra rất là đau lòng cho những gia đình có những người thân bị nạn ở nơi đây. Thực sự trong lòng của tất cả mọi người, khi mà con mình đi biển hoặc là đi đâu đó, thực sự một cái điều gì đó đôi khi không có được an tâm, và gần đây xảy ra nhiều vụ việc như thế hết sức là đau lòng. Mặc dù là một số người biết bơi, nhưng mà khi đi ra biển sóng lớn cuốn trôi như vậy thì không có khả năng mà tự vệ được bản thân mình và đành buông xuôi theo cơn sóng. Thế rồi gia đình người thân mất đi những đứa con, những người cha, người em, thật sự là đau đớn, không biết khi nào nguôi ngoai. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi thông tin, chia buồn cùng với gia đình nạn nhân. Một lần nữa xin kính chúc quý vị khán giả một ngày bình an. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.